Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Hôm nay ngày trở lại công việc và cuộc sống sau kỳ nghỉ lễ kéo dài của người dân trên cả nước, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa Bắc Bộ, Trung Bộ và khu vực phía Nam. Trong khi người dân miền Bắc và miền Trung có một ngày thời tiết nắng ráo thì tại khu vực phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông là đang duy trì. Cụ thể, hoạt động của rãnh xích đạo ở phía Nam đã gây mưa rào và dông nhiều nơi trong những ngày vừa qua tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong hôm nay ban ngày trời còn nắng yếu xen giữa những khoảng nhiều mây cùng với nhiệt độ ít biến đổi. Trưa chiều dao động từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối, những cơn mưa còn lặp lại ở hầu khắp các nơi trên khu vực. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Tây Nguyên và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Người dân cần hết sức đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Trái lại thì miền Bắc lại đang tăng nắng, nắng lên từ sớm và trải đều khắp khu vực. Trong hôm nay, mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 27 đến 30 độ. Thời tiết chưa quá nóng, nhưng quý vị vẫn nên sử dụng các vật dụng chống nắng và kính mát để bảo vệ da và mắt trước tác động của tia UV khi di chuyển nhiều trên đường. Tối và đêm trời lại mát mẻ, thậm chí là còn se lạnh nữa. Cũng còn nắng nhiều trong hôm nay là các tỉnh Trung Bộ. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam, ngoại trừ Ninh Thuận và Bình Thuận thì cần đề phòng mưa rào và dông vào lúc chiều tối, còn lại các nơi khác thì phổ biến không mưa. Trên biển khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thịnh hành gió đông bắc cấp 4 cấp 5, có lúc cấp 6, trời có mưa dông. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió đông bắc đến đông dưới cấp 5, phổ biến có mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay mùng 4 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.